Thưa quý vị, chiều qua ngày 30 tháng 9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Quy Nhơn để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã thông tin tới các cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, kết quả và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau kỳ họp thứ 7 đến nay và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Đức Phước ghi nhận, tiếp thu, đánh giá cao, đồng thời trao đổi, làm rõ những kiến nghị của cử tri và cho biết, kỳ họp thứ 8 sắp tới sẽ xem xét 30 nội dung về công tác lập pháp, xem xét công tác nhân sự và nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí cũng khẳng định, thời gian qua, Quốc hội đã nỗ lực nghiên cứu, đổi mới tư duy, xây dựng pháp luật theo hướng linh hoạt, tinh thần vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, không nóng vội, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, khắc phục các điểm nghẽn để khơi thông các nguồn lực. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã tiếp xúc cử tri tại huyện Kim Sơn và thành phố Tam Điệp với sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Tại đây, các cử tri đã thẳng thắn nêu lên những khó khăn bất cập và đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm giải quyết. Cử tri đề xuất tỉnh Ninh Bình sớm được áp dụng các chính sách đặc thù về đô thị di sản nhằm hỗ trợ tỉnh hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận ý kiến cử tri và cam kết sẽ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc hợp nhất huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình. Đồng chí cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án giao thông trọng điểm, kêu gọi tỉnh Ninh Bình phối hợp với các địa phương lân cận để thu hút đầu tư hiệu quả. Chiều qua ngày 30 tháng 9, tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit đã tiếp thân mật Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lào, Nguyễn Minh Tâm, sau khi Đại sứ trình quốc thư. Đại sứ Nguyễn Minh Tâm trân trọng truyền lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước Việt Nam tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước Lào. Trên cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Nguyễn Minh Tâm cam kết nỗ lực hết mình, phối hợp với các cơ quan làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với Lào, làm cầu nối hiệu quả và làm tốt công tác điều phối, giúp các bộ ngành địa phương nâng cao hiệu quả hợp tác với Lào, thực hiện tốt các văn bản hợp tác đã ký kết giữa hai bên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Tâm, đánh giá cao Đại sứ Nguyễn Minh Tâm là cán bộ am hiểu về Lào, từng nhiều năm phụ trách trực tiếp về quan hệ Việt Nam-Lào, do đó rất thuận lợi trong công tác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào bày tỏ tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm của mình, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 9, Viện Thông tin Khoa học Xã hội trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện FNF Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Vai trò của an sinh xã hội trong bảo đảm an ninh công việc cho lao động nữ tại các khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các ý kiến tham luận tại hội thảo Vai trò của an sinh xã hội trong bảo đảm an ninh công việc cho lao động nữ tại các khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long cho biết, người lao động, đặc biệt là đối tượng nữ làm việc tại các khu công nghiệp, là một trong những đối tượng quan trọng nhất của các chính sách an sinh xã hội. Với đặc thù văn hóa, lối sống của người dân vùng Tây Nam Bộ, việc bảo đảm thu nhập của các chính sách an sinh xã hội là yếu tố rất quan trọng, quyết định sự gắn bó của lao động với doanh nghiệp. Điều này đã được kiểm định qua thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu với lao động nữ tại Cần Thơ và Kiên Giang. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần ưu tiên bảo đảm đầy đủ chính sách an sinh xã hội cho lao động, và thực tế cho thấy nếu doanh nghiệp có cán bộ công đoàn chuyên trách thì sẽ góp phần bảo đảm thực hiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với nguyện vọng của người lao động hơn. Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết, cơ quan chức năng đã tổ chức làm việc với người chăn nuôi bò sữa để thỏa thuận phương án bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, thì đa số người nuôi bò sữa bị thiệt hại do tiêm vaccine VDNC Navet LPVAC không đồng ý với mức bồi thường của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã đưa ra. Navetco đưa ra mức bồi thường là 55.000 đồng 1 kg bò hơi, 60.000 đồng 1 kg bò hậu bị mang thai, 65.000 đồng 1 kg bò sinh sản không mang thai và 70.000 đồng 1 kg đối với bò sinh sản mang thai. Đối với bò chết do hộ chăn nuôi tự xử lý, có xác nhận của chính quyền địa phương, mức hỗ trợ là từ 7 đến 10 triệu đồng một con.
Navetco cũng đưa ra mức hỗ trợ chi phí điều trị, chi phí thiệt hại từ 1 đến 6 triệu đồng mỗi con đối với bò sữa bị bệnh. Thời điểm tính bồi thường hỗ trợ được xác định từ ngày phát sinh ca bệnh đầu tiên đến ngày 26 tháng 9. Tuy nhiên, hầu hết người nuôi bò sữa bị thiệt hại không đồng ý với mức bồi thường này. Họ cho rằng mức bồi thường là quá thấp bởi một con bò sữa đang có giá trị từ 40 đến 60 triệu đồng một con. Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng đề nghị Navetco xem xét điều chỉnh mức bồi thường để sớm tìm được tiếng nói chung với người dân. Cũng tại tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quy định mới về diện tích đất được phép xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Quy định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2024, áp dụng cho hầu hết đất nông nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và còn thời hạn sử dụng đất. Diện tích đất nông nghiệp của khu đất từ 500m² trở lên và không phải chuyển mục đích sử dụng đất. Theo quy định mới được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành, đối với khu đất sản xuất nông nghiệp từ 500m² đến 5000m², người dân được sử dụng diện tích đất để xây dựng công trình phục vụ sản xuất không quá 25m². Khu đất từ 5000 đến 10000m² được phép xây dựng công trình không quá 50m². Và với khu đất từ 10000m² trở lên, diện tích đất được phép xây dựng công trình không quá 75m². Người dân được phép xây dựng công trình tại nhiều vị trí khác nhau trong khu đất, miễn là tổng diện tích không vượt quá quy định. Quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tình trạng xây dựng tràn lan, lấn chiếm đất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân đầu tư xây dựng các công trình phục vụ trực tiếp cho sản xuất và góp phần xây dựng một vùng nông nghiệp hiện đại và bền vững. Thưa quý vị, UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về hạn mức giao đất ở cho cá nhân. Theo đó thì nhiều quận huyện và thành phố Thủ Đức sẽ giảm hạn mức so với quy định cũ. Quyết định quy định về hạn mức giao đất ở cho cá nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vừa được UBND thành phố ban hành, áp dụng với các hộ cá nhân sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Theo đó, cá nhân ở các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và thành phố Thủ Đức được giao không quá 160m² đất ở. Trong khi ở quy định cũ, hạn mức đất ở tại thành phố Thủ Đức và quận 7, quận 12, quận Bình Tân là tối đa 200m² mỗi cá nhân. Tương tự tại các khu dân cư nông thôn thuộc các xã của 5 huyện, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ, hạn mức tối đa cũng giảm từ 300m² xuống còn 250m². Tại thị trấn thuộc 5 huyện và khu vực đã thực hiện dự án xây dựng đô thị mới, hạn mức giao đất không quá 200m². Quy định về hạn mức đất ở để cơ quan quản lý dựa vào khi công nhận quyền sử dụng đất, giao đất cho người dân. Mỗi tỉnh, thành phố có hạn mức đất ở khác nhau. Thưa quý vị, nhằm nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức thí điểm phương án phối hợp chữa cháy theo mô hình cụm khách sạn liên kế. Đây là giải pháp tăng cường phối hợp phòng cháy chữa cháy giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ liên kề nhau. Khi xảy ra hỏa hoạn, sự cố tại các cơ sở thuộc cụm khách sạn liên kế, các cơ sở trong cụm sẽ được báo động nhanh chóng, kịp thời huy động lực lượng, thiết bị theo phương châm 4 tại chỗ. Từ đó, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, xử lý các tình huống nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại dưới sự chỉ huy, phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp. Cụm khách sạn liên kế được xây dựng thí điểm gồm 3 khách sạn Calix, San Marino, Sepon Blue cùng nằm cạnh nhau trên đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà. Mô hình này sẽ được nhân rộng và phát triển trong thời gian tới tại địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, trong đó cũng có đề cập tới lĩnh vực công nghiệp mạch tích hợp bán dẫn. Đây thì đang trở thành một ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp vi mạch Thành phố Hồ Chí Minh tại khu công nghệ cao giai đoạn 2025-2030 hướng tới mục tiêu lấy khu công nghệ cao là hạt nhân để phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn, đủ năng lực tham gia các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu. Để Thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh, không phải là trong nước mà cạnh tranh với các thành phố toàn cầu, thì muốn vậy thì nguồn nhân lực, hạ tầng cơ sở và thể chế của Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là thể chế, phải là cạnh tranh, môi trường đầu tư phải là thông thoáng, thuận lợi nhất để có thể thu hút được nhà đầu tư, cũng như tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nội địa có thể triển khai các dự án. Theo các chuyên gia, để Thành phố Hồ Chí Minh có thể thành trung tâm công nghệ bán dẫn toàn cầu, Thành phố Hồ Chí Minh cần tận dụng tối đa nghị quyết 98 của Quốc hội để phát triển.
Thì nếu chúng ta tận dụng hết những cái tính đặc thù của chính sách này thì có thể tạo ra những cái đột phá mới, đặc biệt như là những chính sách hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia, hoặc là những cái chính sách hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thì đây là những chính sách mà cá nhân tôi nghĩ là nó sẽ ngay lập tức tác động sâu và tác động mạnh mẽ vô cái ngành vi mạch bán dẫn Thành phố Hồ Chí Minh. Chính phủ đã ban hành chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Đây là bước tiến lớn trong việc đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bán dẫn, và Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu là đầu tàu trong phát triển trở thành một trung tâm nghiên cứu, phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn của quốc gia.